Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập thực hành toán lớp 3. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm là tiết 26, chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. Bài số 1 tính 4 ta chia cho 4 là bằng là 1. 1 nhân cho 4 là bằng là 4. 4 ta trừ cho 4 là bằng là 0. 8 ta hạ xuống. 8 ta chia cho 4 là bằng là 2. 2 x 4 là bằng là 8. 8 ta trừ cho 8 là bằng là 0. 8 ta chia cho 2 là bằng là 4. 4 x 2 là bằng 8. 8 ta trừ cho 8 là bằng 0. 4 ta hạ xuống. 4 ta chia cho 2 là bằng là 2. 2 x cho 2 là bằng là 4. 4 ta trừ cho 4 là bằng là 0. 6, 16, 6 ta chia cho 6 là bằng là 1. 1 x 6 là bằng là 6. 6 trừ 6 là bằng 0. 6 ta hạ xuống. 6 ta chia cho 6 là bằng là 1. 1 x 6 là bằng là 6. 6 trừ 6 là bằng là 0. 3 ta chia cho 3 là bằng là 1. 1 x 3 là bằng là 3. 3 trừ 3 là bằng 0. 6 ta hạ xuống. 6 ta chia 3 là bằng là 2. 2 x 3 là bằng là 6. 6 trừ 6 là bằng là 0. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2, viết vào chỗ chấm theo mẫu. 1/4 của 20 kg là ta lấy 20 ta chia cho 4 là bằng là 5 kg. Vậy là 1/3 của 69 kg là ta lấy là 69 ta chia cho 3 bằng mấy em nhắc được thì nhắc, còn mấy em nhẩm được thì nhẩm, được không thì chúng ta sẽ lấy cái duy nhất là chúng ta nhắc ha. Thầy đây thì nhẩm thì lấy 6 ta chia cho 3 là bằng 2. À, 9 là chia 3 là bằng là 3 kg. 1/3 của 36 mấy là ta lấy 30, 16 ta chia cho 3. 3 thì chia 3 là bằng 1, 6 chia 3 là bằng là 2, 12 mấy. 1/3 của 93 lít là ta lấy 90, 13 ta chia cho 3. 9 là chia 3 là bằng là 3, 3 là chia 3 là bằng là 1, 31 lít. Chúng ta qua trang tiếp theo. Mẹ hái được 36 quả cam. Mẹ biếu bà 1/3 số quả cam đó. Hỏi mẹ biếu bà là bao nhiêu quả cam? Như vậy là đây là có 36 mà biếu bà là 1/3. Hỏi mẹ là biếu là bao nhiêu quả cam, ta lấy 36 ta chia 3. Số quả cam mẹ biếu bà là, số quả cam mẹ biếu bà là, ta lấy 36 ta chia cho 3. 3 thì chia 3 bằng 1, 6 thì chia 3 là bằng 2, 12 quả cam. Đáp số 12 quả cam. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Khoanh và chữ đặt trước câu trả lời đúng. 1/2 giờ bằng là bao nhiêu phút? Như vậy là 1/2 giờ, giờ này là bao nhiêu? 1 giờ là bằng là 60 phút. Được. 1 giờ này là bằng là 60 phút. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ lấy là 1 giờ là bằng là 60 phút. 60 phút thì chúng ta sẽ lấy là 60 ta chia cho 2. 60 này ta chia cho 2 là bằng là 30, 30 phút. 30 phút thì đáp án là B. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.